Sự tổn thương là gì? Sự tổn thương là mong cầu người khác yêu thương bạn theo cách mà bạn muốn nhưng bạn không được đáp ứng. Thì tổn thương, tất cả đều đến từ chính mình. Chúng ta có 5 tầng kết nối như sau. Tầng kết nối đầu tiên là tầng kết nối của mình với chính mình. Là mình. Tầng kết nối thứ hai là tầng kết nối giữa mình với tổ ấm. Cái này được gọi là tổ thân, thân là chính mình. Cái tầng kết nối thứ hai là tầng kết nối giữa mình với tổ ấm của mình. Trong tổ ấm của mình, người quan trọng nhất đó chính là mẹ đẻ. Và sau mẹ là đến cha của mình. Sau mẹ và cha là đến bạn đời của mình nếu như bạn lập gia đình. Và nếu như bạn lập gia đình, sau đó sẽ đến các con của bạn, rồi mới đến anh chị em. Tầng kết nối thứ ba đó là tổ tiên. Vì mình mà không có tổ tiên thì ai sinh ra ba mẹ mình, ai sinh ra ông bà mình, rồi làm sao mà có mình? Tổ tiên. Tầng kết nối thứ tư đó là tổ quốc, đất nước của mình. Tại sao mình sinh ra ở Việt Nam mà mình không sinh ra ở nước khác? Mình tự hào về tổ quốc của mình xây dựng cho tổ quốc của mình, hay mình nghĩ rằng cầm hộ chiếu Việt Nam đi ra nước ngoài là rất ngại? Và tầng kết nối cuối cùng và cao nhất bao trùm tất cả đó chính là tổ thiên, là trời và đất, là kết nối với đất mẹ, kết nối với vũ trụ này. Để rồi bạn thấy này, mình sẽ kết nối từ trong ra ngoài, xuất phát từ chính mình. Kết nối của mình với mình đang gặp trục trặc, mình sẽ không thể kết nối các tầng còn lại. Trong tổ ấm mẹ đẻ là người rất quan trọng. Mình không kết nối được với mẹ của mình cũng rất khó kết nối được với những thành viên khác trong gia đình của mình. Nếu như mẹ của mình nghĩ gì về mình, đó chính là vũ trụ này một phần truyền thông điệp qua người mẹ của các bạn. Các bạn để ý mà xem, nếu như mẹ của mình lúc nào cũng lo lắng và bất an về mình, cuộc đời này của mình sẽ lo lắng và bất an, có phải không? Nếu như mẹ của mình rất tự hào về mình, rất yên tâm về mình, cuộc đời này của mình rất ổn. Thế nên đó là lý do ngừng đổ rác vào đầu mẹ mình. Tại vì mình càng đổ rác vào đầu mẹ mình chỉ gặp mẹ mình lúc mình buồn á, là mẹ mình càng bất an thì mình cũng càng bất an. Đấy không gọi là kết nối với mẹ. Mà mình hãy kết nối với mẹ như thế nào để cho mẹ mình rất an, rất yên tâm về mình. Giống như trường hợp của chị Thi, chị lớn lên và thấy kết nối được với cha nhiều hơn. Vì sao? Vì cha chiều mình hơn. Còn tại sao ít kết nối được với mẹ hơn? Vì dường như, như chị nói, mẹ chân chất, mẹ lam lũ, mẹ yêu con theo cách rất chân chất. Và đôi khi đó không phải là điều của những đứa con muốn, bởi vì những đứa con đó quá ích kỷ.
Bởi vì những đứa con đó không nhìn thấy được là mẹ mình chân chất và lam lũ, mẹ mình đã rất vất vả và khó khăn như thế nào. Khi cha của mình mất đi rồi, mẹ mình đã một mình chống chọi gia đình đó như thế nào. Và chúng ta bắt đầu không kết nối được với mẹ vì thấy mình tổn thương, vì thấy mình không quan tâm. Sự tổn thương là gì? Sự tổn thương là mong cầu người khác yêu thương bạn theo cách mà bạn muốn nhưng bạn không được đáp ứng. Thì tổn thương, tất cả đều đến từ chính mình. Và để cho chị Thi có thể kết nối lại với con gái, hoặc bất cứ ai có thể kết nối lại với những đứa con của mình, hãy kết nối đầu tiên với mẹ và cha của mình. Mẹ mình đang còn sống trên cuộc đời này, hãy kết nối lại với mẹ. Hãy nói với mẹ, xin lỗi mẹ, yêu thương mẹ, biết ơn mẹ, kết nối lại với mẹ. Đó là kết nối thật sự. Và khi chị bắt đầu kết nối lại với mẹ, chị bắt đầu thương mẹ mình, chị bắt đầu gieo lại nhân tốt của sự kết nối. Và chị sẽ chỉ có thể thương người khác khi chị thương chính mình. Và điều này chúng ta đã nói quá nhiều từ đầu chương trình cho đến giờ. Và sau khi chị kết nối được với mẹ, lúc đó chị mới có thể kết nối với con gái của mình một cách sâu sắc. Tại vì đây là quy luật. Còn nếu mình liên tục và vẫn bị tổn thương vì nghĩ mẹ mình không quan tâm, con gái của mình nó cũng đang rất tổn thương vì nó cũng nghĩ rằng mẹ nó không quan tâm. Mặc dù mình nói là mình thương nó lắm rồi, giống như mẹ mình đã nói mình cũng thương con bé Thi lắm rồi vì nó là con gái út của mình. Hãy kết nối lại với mẹ chị Thi nha. Và sau đó, để kết nối với con gái của mình, hãy trả cho con sự tự do như con muốn. Vì khi con không tự do, chính chị là người không tự do. Hãy trả lại cho con sự tự do. Tại sao con mình chat sách với bạn khác giới nhưng không nói chuyện với mình về chuyện đó? Khi con mình có nhu cầu muốn tìm hiểu về chuyện đó, khi cơ thể bé bắt đầu lớn, bé không nói với mẹ mà bé lại phải tìm những người khác bên ngoài, mà đôi khi những người đó rất tồi tệ để nói, bởi vì bé không tin mẹ. Bởi vì bé sợ bị mẹ giáo dục đào tạo. Vì bé sợ mẹ tiếp tục lý luận, lý sự. Vì bé sợ rằng mẹ không thông cảm. Vì bao lâu nay mình là mẹ thôi, mình không phải là bạn của con. Và nếu như chúng ta là bạn của con, chúng ta nhìn lại này. Chửi bậy là chuyện rất bình thường với bọn trẻ con, vì bọn chúng nghĩ như vậy là rất ngầu. Bao nhiêu bạn đã từng trải qua cái tuổi đấy và thấy trời ơi, cái việc chửi bậy cái hồi đó là rất ngầu luôn á. Tụi An cũng như thế. Nói bình thường không thích nói đâu nhá, cứ đệm thêm vài câu vào thì thấy mình hình như là hay hơn á. Và khi một đứa bé học lớp 9, đương nhiên nó có nhu cầu tìm hiểu cái chuyện đó. Mà thậm chí chưa đến lớp 9, lớp 7, lớp 6, cấp 1 đã bắt đầu có nhu cầu tìm hiểu chuyện đó. Nhưng nó sẽ chỉ chia sẻ với mình khi mình thực sự là bạn của con mà thôi. Nhưng tại sao bao lâu nay mình không làm bạn được với con của mình? Vì mình cũng nghĩ rằng mình đẻ ra nó, nên mình có quyền lực về nó. Vì mình rất thương nó nên nó phải hiểu chứ. Nhưng từ qua đến nay mình đã hiểu rằng thương một người không phải là làm theo cách mình muốn, mà là thương chính mình và hỏi họ mình có thể giúp gì cho họ hay không. Sáng nay chị học về công thức làm mới mối quan hệ chưa ạ? Đó, hãy áp dụng công thức làm mới mối quan hệ đó với con của chị. Yêu thương biết ơn con, tự soi lỗi mình, nói ra khó khăn của chị. Mẹ rất buồn khi con ngày càng xa mẹ hơn. Mẹ rất thương con mà mẹ không biết cách thương thế nào cho đúng. Làm ơn hãy giúp mẹ. Và dù bé có giúp hay không giúp, bé để xem chị có thay đổi hay không. Chứ còn chị nói bé không tin đâu.
Nhưng mà chị bắt đầu truyền thông ra điều đó và chị bắt đầu thay đổi dần dần thì bé sẽ bắt đầu tin dần dần, phụ thuộc vào sự hành động của chị. Tuệ An có coaching cho một cặp mẹ con ở Hà Nội ngay trong khóa trước, thứ bảy chủ nhật tuần trước. Người mẹ nói là con tôi bị trầm cảm, con gái học lớp 12 bị trầm cảm. Và con gái tôi khi nó bị trầm cảm nó không nói với tôi, nó tự đi khám bác sĩ và nó tự lấy thuốc, nó tự uống. Và con tôi thì sắp thi đại học, tôi rất lo lắng vân vân. Con tôi viết văn rất giỏi. Nó đã từng thích làm nhà văn, nó viết một cuốn truyện và nhà xuất bản còn đề nghị ký hợp đồng để xuất bản cuốn truyện đó. Để rồi tôi cũng cho con tôi sự tự do đấy. Cho thế này này. Con ký hợp đồng xuất bản hay không là việc của con, mẹ không quyết định. Nhưng con hãy nghĩ thật kỹ, bây giờ con sắp thi đại học rồi. Nếu mà con ký hợp đồng, con sẽ không thể hoàn thành bài thi. Nếu mà con ký hợp đồng, con sẽ thế này thế kia. Nhưng mẹ vẫn để cho con quyết nhá. Nhưng mà con phải nghĩ thật kỹ, nếu mà con ký hợp đồng thì thế này thế kia. Một thời gian sau, em bé đó nói với mẹ, con không ký hợp đồng, con không làm nhà văn. Bởi vì chúng ta ảo tưởng rằng mình cho con mình cái quyền tự quyết, nhưng mình lại tiếp tục giáo dục và đào tạo theo hướng mà mình nghĩ là đúng. Và sau buổi ngày hôm đó, bạn con gái đến gặp Tuệ An. Và bạn con gái nói là con không tin mẹ con. Bởi vì mẹ con chỉ nói mà mẹ con không hành động. Mẹ con đi học rất nhiều nhưng con chả thấy mẹ con thay đổi. Mẹ con đi học rất nhiều nhưng con chả thấy mẹ con tốt hơn. Mỗi lần nói chuyện với mẹ con có khi 1-2 tiếng, chỉ ngồi nghe mẹ con khóc với mẹ con kể với mẹ con lý luận, con mệt lắm, lần sau con chả nói nữa. Đó là vấn đề. Và có một cặp mẹ con khác, Tuệ An coaching tại Sài Gòn. Người mẹ tìm đến khi người mẹ nghĩ rằng mình rất thương con. Và đến một ngày đứa con vẽ một bức tranh để trên bàn học của nó và người mẹ bị sốc khi nhìn thấy bức tranh đó. Đó là bức tranh đen xì có một khung cửa sổ và một con chim bồ câu bị mắc kẹt trong khung cửa sổ đó không bay ra được. Và người mẹ đó hỏi, cô Tuệ An làm thế nào để chị có thể kết nối lại với con của chị? Chị hiểu bức tranh đó không? Làm ơn cho con tự do. Tự do đúng nghĩa, chúng ta sẽ luôn luôn cần phải có phương án backup đằng sau vì con của mình non trẻ. Nhưng hãy để cho nó vấp ngã thì lúc đó nó sẽ tự đứng lên được. Tuệ An có rất nhiều bạn cộng sự mà đôi khi Tuệ An biết rằng nếu để cho các bạn ấy tự mình lead một dự án, tự mình làm một thứ, đôi khi nó sẽ không hoàn hảo như khi chính mình làm. Nhưng Tuệ An vẫn chấp nhận điều đấy. Tại vì chúng ta cần phải để cho họ trải nghiệm, chúng ta cần phải để cho họ vấp ngã thì lúc đó họ mới dần dần trưởng thành hơn. Và mình vẫn sẽ luôn luôn có phương án backup đằng sau, nhưng trước mặt họ hãy để cho họ tự do thể hiện và tự do được là chính họ. Với con của mình cũng y như thế, đó mới là nhà lãnh đạo thật sự trong gia đình. Đó là khi mình biết lùi về một bước để cho người kia được tự do sống là chính họ. Nhưng mình vẫn luôn ở đó chỉ để bọc lót những lúc con mình cần mình. Chị thấy hiểu không ạ? Cảm ơn bạn đã xem video của Tuệ An và bạn hãy nhanh chóng ấn vào nút đăng ký phía dưới và sau đó ấn vào hình quả chuông để là những người đầu tiên xem những video mới nhất. Bạn cũng có thể xem thêm những video được gợi ý ở phía bên này của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn!